Nghe chưa? Đó. Ừ. Yeah. Đó lên. Ladies and gentlemen. Cái câu chuyện thật. Đúng, ladies and gentlemen. I'm plum. 34 year. Yeah. 34 tuổi à? 34 tuổi hả? Where are you from? I'm from Long Thành, Đồng Nai. Wow. Company gì đó? Stand up company. Bây giờ sẽ kể câu chuyện tắm cám. What? Tắm cám. Sau khi tắm lên làm hoàng hậu, đến ngày đám dỗ của ba mình, biết ba mình thích ăn những trái cao tươi ngon, thì tắm mới leo thân thoát. Toàn rách cây cao, há những trái cao làm đám dỗ cho ba. Lúc này ở dưới đất mụ gì ghẻ ác độc mới cầm cây dao chặt cây cao. Mụ gì ghẻ tập tạ dữ làm tấm té từ cây cao té xuống đất một cái bẹp Hay thiệt. Có mắc cười thiệt không? Dạ, em mắc cười thiệt. Không, đẹp. Không. Đấy là mắc cười đâu, làm ảnh hư nghề. Vẫn có cười. Đó. Nhà vua biết chị tắm mất bị oan cho nên mất bị oan cho nên nhà vua đã lập bàn DJ. Mời Võ Hoàng Yến về chơi trong vòng 3 ngày 3 đêm. Khi Võ Hoàng Yến bước vô mới chỉnh nhạc. Giò đĩa. Ừ. Võ Hoàng Yến mới chỉnh nhạc. Võ Hoàng Yến nói ngọt ngào thì sao nè. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Vườn hồng ngày xưa là sao nè. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn. Con tim hay rau 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 mòn tăng. Tăng. Bùi. Bùi gì là bùi. Bùi gì là bùi.